Hi, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Hentai Channel. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với cuộc đua Heroic nha. Cuộc đua này nó tồn tại trong vòng 12 hay 14 ngày ta. Và hiện tại chỉ còn lại 8 ngày và 9 tiếng nữa thôi là cuộc đua sẽ kết thúc. Và hiện tại mình đang nằm ở lap 8 nha mọi người. Nhiệm vụ lần này của chúng ta đó chính là phải đi nâng level lên cho một em nào đó để kiếm những cái con bọ. Ở đây thì mình sẽ đi nâng cho cái con kim tự tháp Ai Cập. Ôi trời ơi, nhìn cưng dễ sợ luôn. Chú ấy là một xác ướp được nhốt trong một cái quan tài. Đó. Đây chúng ta sẽ... Wow. Ở level 1 thì chú ấy có một cái skin rất là đáng yêu, đó chính là hiệu ứng đưa cái cổ ra phía trước và rút về. Này người ta còn gọi là múa cổ nhỉ. Đó, bây giờ mình sẽ cho nó lên tầm level 20 luôn ha. Đó. Mình sẽ đặt tên cho chú ấy là Kim Tự Tháp. Ây cha cha. Tạm thời là vậy đi ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mang cái chú này đi biểu diễn chơi cho vui nha mọi người. Và mình để xem. Vẫn chưa xong nhiệm vụ luôn. Rồi, cứ từ từ. Bây giờ chúng ta sẽ đi review về cái em đáng yêu và dễ thương này nha. Chú ấy là đẳng cấp R các bạn à. Và nằm đâu chắc tuốt tuốt mù ở phía dưới đấy. Đây, Kim Tự Tháp. Rất là cưng luôn. Và bây giờ thể hiện một chút xíu nha. Em này chỉ là đẳng cấp R thôi, nhưng mà nó là cái chú dragon mới của mình. Chắc có thể là có nhiều bạn đã sở hữu chú ấy rồi. Wow, khều nhẹ một cái thôi. Ô, và tên bạn vẫn được đam với mình luôn kìa. Và các bạn hãy trông chờ xem sức mạnh của Kim Tự Tháp sẽ như thế nào nha. 7600 sau khi anh ấy ăn nô nê lên level 20 và anh ấy được đam một cái lượng sát thương rất là khủng luôn. Tiếp theo chúng ta đang gặp Ruby hay còn gọi là Bonzon, một trong những em có cái hệ điện rất là mạnh. Wow, chú ấy thì rất là mạnh mẽ rồi. Nhưng mà mình cũng không phải dạng vừa đâu. Mình là dạng siêu mạnh mạnh luôn. Đi dạy chơi với lão già râu dài nè. Em này thì được mua trong shop. Và nhiều bạn đã chịu cực chút xíu nâng con này lên 5 sao luôn các bạn. Và khi mà nó lên 5 sao thì nó mạnh ghê gớm luôn á. Wow, trong mũi quan của mình thì hiện tại là chữ A trừ thôi. Nó lên tới chữ A cộng là nó maximum luôn. Và sức mạnh nó sẽ được tăng một cái lượng thôi là rất là đáng kể. Wow, ở đây thì ba em đều là heroic cả. Trận này nó hơi gắt với mình một chút xíu là team mình không có được đam. Mong rằng nó nhẹ nhàng đi ha. What? Một hit của nó 35.000 các bạn ơi. Mặc dù mình 3 sao nhưng mà quýnh như vậy cũng khá là thốn với mình. Căng quá cơ. Chắc mình sẽ nhờ đến robot hủy diệt đi ha. Đây rồi, tên bạn không có được đau với mình. Cuộc chiến như vậy nó mới công bằng chứ ha. Chứ để cuộc chiến mà công dòng không ngờ mình bị ăn hiếp miết ha. Nhẹ nhẹ với. Ôi trời ơi, cái gì đâu mà khều của một cái gì nè. Mình mới gọi có một hit thôi là đã win rồi. Số lượng gem của mình để kiếm thêm được là 5 viên nha mọi người. Wow, thức ăn mình thì mình còn 14 mét. Ô la la, lại là ba em nữa. Lần này thì có một cái sự thay đổi nhẹ nhẹ. Đó chính là xạ thủ, một trong những em cầm cây cung bắn rất là đau. 32 luôn á. Mình không nghĩ chú ấy lại đam với mình mạnh như vậy. What? 33 luôn. Bình tĩnh xíu nào. Mình đó là mình 3 sao và mình level 39 cho nên mình biết mình mạnh rồi. Nhưng mà mình không nghĩ tên bạn lại mạnh đến vậy luôn. Giác Kim Tự Tháp ra cho các bạn xem. Làm phim về chú ấy mà cứ giác chú ấy ở trong hoài là không đưa. Không đưa.
rồi xong không được hai đường rồi nó quýnh thằng nhỏ đi vô nhà biết. Wow. Và cuộc đua Heroic thì các bạn đã leo đến lá thứ mấy rồi nè, có thể chia sẻ với HNT không? Nếu như các bạn muốn sở hữu được cái em Heroic mới thì các bạn cần phải thứ nhất là đạt được lá thứ 15 thì các bạn sẽ nhận được một con. Và nếu như không thì chỉ còn một cách nữa, đó chính là các bạn phải giành được top 1 và trên lá 5 nha. Khi đó thì các bạn mới sở hữu được. Ok, còn bây giờ thì ôi trời ơi, chuyện gì mới diễn ra vậy? À, tính ra là lũ thứ gì của mình mạnh lắm cơ luôn á. Chỉ dành bình tĩnh một chút xíu, dường như đó là có chút gì đó sai sai. Có cái gì đó sai sai quanh đây. Sinh rồi à. Con này nó đam với mình cho nên nó là mình chịu không nổi. Gọi là sức chịu đựng có giới hạn. Tiếp theo thì mình đi tiêu gạo ai đây? À, bé này giống như con mèo vậy, nhìn khá là dễ thương. 2 4 4 ngôi sao. Wow. Tại sao mấy bạn này lại rảnh dữ vậy chứ hả? Mấy cái con này mua được à, không rồi. Con này là các bạn like ra nha. Các bạn like hệ đinh ốc với cái hệ lão già râu dài là sẽ ra. Con này cũng là cấp E đó, không phải dạng vừa đâu. Nhưng mà nếu như mà so với Heroic hay là so với Mithy thì nó còn thua rất là xa. Bé Benmi kìa. À, và các bạn ơi, ai mà chưa đăng ký kênh HNT Channel thì nhớ cho mình một subscribe nha. Nhớ đăng ký kênh và mở thông báo hình cái chuông lên nha mọi người. Để khi mà HNT ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên được nhận thông báo và vào chơi với mình nha. Wow, và đừng quên cái nút like nhỏ bé với một cái nút đầy quyền lực. Để mình có thêm động lực mà mình làm video cho các bạn xem. Rồi, bây giờ thì sau một hồi quậy phá tê tu tê tả, lượng game chúng ta kiếm được đó chính là 227. Và mình sẽ để dành cái game này, có gì mình đua Heroic mình leo lên cao một chút xíu. Đây là lớp 8 rồi nè, lớp 9, lớp 10, lớp 10 thì sẽ có cái rương nữa. 20 mảnh random. Wow, lớp 15 các bạn mới chính thức nhận được nha. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào cái hai em này đang yêu nhau ra cái gì đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào cái khu vực arena, một trong những cái khu vực rất là thú vị. Và mình đang có cái con trâu cho nên nó là mình chả sợ mấy bạn này đâu. What, trời ơi, mình nghĩ mình không sợ nhưng mà ai ngờ đâu nó gõ một cái nửa cây máu các bạn ạ. Oh my god, kinh dễ sợ luôn. Mình được đam nhưng mà trong đây mình không biết là mình được đam lên bao nhiêu. Không đủ rồi. Ôi trời ơi, tiêu tươi rồi. Ôi mình không nghĩ là level 40 là mạnh đến vậy. What, đánh thường thôi mà đã vậy rồi đó hả? Chẳng lẽ trận này mình lại hy sinh vậy sao? Căng quá các bạn ơi. Trời ơi, nó còn được đam nữa. Con trâu này chắc không cầm cự nổi qua cái con trăng lần này rồi. Level 50. Ôi trời ơi, nó level 50 luôn. Để cho ăn lên level 50 là tốn rất là nhiều thức ăn luôn ấy. Xác định luôn. Banh xác. Ông không nghĩ là hôm nay lại gặp một cái đối thủ mà nặng ký đến vậy. Sai quá sai rồi. Ok, và video đây cũng khá là dài rồi. Và mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn đã theo dõi nha. Và đừng quên like ủng hộ mình với nha mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.